học viên Phạm Trường Ngọc Tuấn, lớp cảm xạ căn bản khóa 172, tập các bài tập tâm thể của cảm xạ, bài nụ cười nội tâm và tập rung động thư giãn, đã học được cách lắng nghe chính mình. Cuối mỗi một buổi học, anh Tuấn đều rất vui chia sẻ với lớp những cảm nhận sảng khoái, dễ chịu, đầy hưng phấn. Chỉ với ít ngày tập luyện, cơ thể được đả thông bế tắc, đạt được sự cân bằng, lòng thư thái. Anh Tuấn thấy từ tận đáy lòng có một sự yêu thương, chia sẻ và cái nhìn thân thiện đối với tất cả mọi người. Một cảm giác rất đặc biệt, chưa từng có bao giờ. Thành một con người mới, cuộc đời sang một trang mới, ngày càng tự hoàn thiện để tự chủ đời mình, nhờ rung động thư giãn của cảm xạ học, là tâm sự của anh Ngọc Tuấn. Qua học cái lớp học này thì tôi thấy tôi đã trở thành một con người mới, hiểu được chính mình, lắng nghe chính mình và biết rằng từ đây về sau, với những cái kiến thức đó và những hành trang bước đầu đó, thì tôi có thể tự chủ trong cuộc sống của tôi. Tôi có thể tiến hơn nữa trên con đường tập luyện để càng ngày hoàn thiện bản thân và tiến tới là một con người hoàn toàn tự chủ. Và tập thư giãn lúc làm thấy sau tập thấy rất là mẻ. Nó phối hợp được với cái là nụ cười bên trong, tức là nụ cười nội tâm. Cho nên là mình ngồi không, mình nói chuyện gì, nhưng mà trong bên trong luôn luôn nó có cái nụ cười. Buổi sáng dậy đứng ở trên lan can nhìn người đi qua lại, trong lòng có cái tiếng nói lên như là văn chúc mọi người một ngày mới tốt lành, một ngày mới gặp nhiều may mắn, một ngày mới gặp nhiều. Là có một cái cảm giác rất là yêu thương. Nói chung là trong lòng nó tràn ngập những cái cảm giác mới mẻ, yêu thương, xúc động. Và mình muốn như là mình, nếu như có thể làm được một cái gì giúp được mọi người, ok, rất là sẵn sàng. Đó là một cái cảm giác từ trước nay chưa từng có. Và nhìn cái ánh nhìn, cái đối xử bao giờ thấy rất là thân thiện, vui vẻ thân thiện, hầu như là ai mình cũng muốn trải lòng ra với họ. Cùng một cuộc đời đã bước sang một cái trang sách mới, trang sách đó sắp tới chúng ta sẽ đi trên một con đường mới mang tên là con đường cảm xạ học. Con đường này nó sẽ giúp cho mọi người tự cảm nhận lấy mình, tự điều chỉnh lắng mình, lấy mình, tự lắng nghe chính mình để đạt được những thành công trên bước đường đời của mình. Rung động thư giãn nó cực kỳ là ngại, nó cực kỳ tốt. Đó là một cái cảm giác từ trước nay chưa từng có. Tác dụng của rung động thư giãn: kích thích hệ miễn dịch, giúp phục hồi các mô sụn bị thoái hóa, giúp chữa các chứng đau nhức vai gáy, đau mỏi vùng cột sống, thắt lưng, làm cân bằng hệ thống thần kinh thực vật, đẩy lùi mọi lo âu phiền muộn, đẩy lùi chứng mất ngủ và suy nhược thần kinh.